Thời xưa, chỉ có vua chúa, quan lại, tu trưởng mới được sở hữu trống đồng. Do đó, mặt trống là biểu tượng của quyền lực. Mặt trống đồng vàng đường kính 20cm, đế gỗ nặng 1kg để bàn là món quà tặng nội thất thiết kế tinh xảo, giàu ý nghĩa sâu sắc. Đồ đồng dung quang Hà Hân Hạnh mang đến một gợi ý đặc sắc mà các bạn có thể dùng để trang trí nội thất. Từ nguyên mẫu trống đồng Ngọc Lũ, người nghệ nhân đã tái hiện từng đường nét một cách tỉ mỉ, tinh xảo. Mặt trống tròn đều với chuỗi họa tiết vô cùng đa dạng, phong phú. Ngôi sao 14 tia sáng xuất hiện ở chính giữa. Đây chính là chi tiết nổi bật nhất. Quan sát khoảng cách giữa những cánh sao, các bạn có thể thấy hoa văn lông đuôi chim công. Bao quanh ngôi sao là những vòng tròn họa tiết nhịp nhàng. Xét đến hoa văn hình học, chúng ta có thể kể đến những vòng tròn có chấm nhỏ ở giữa đi kèm đường tiếp tuyến. Không những thế, viền răng cưa cũng rất bắt mắt. Trên mặt trống đồng, chúng ta còn thấy những hình ảnh tả thực. Cuộc sống của người xưa hiện lên với khung cảnh đôi nam nữ giã gạo, đoàn người cùng nhau nhảy múa, tay cầm binh khí và nhạc cụ. Thêm vào đó là người đánh trống, người cúng bái, người vui chơi. Bầu không khí thiên nhiên, núi rừng được thể hiện qua bầy hươu và đàn chim. Trong đó, những con chim mỏ dài, cánh lớn được gọi là chim lạc. Ngoài ra, sản phẩm được chạm dòng chữ Mặt trống đồng cổ Việt Nam. Năm chữ này uốn cong theo biên độ trống đồng. Có thể khẳng định mặt trống đồng mang trên mình vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp, đầy sức hút. Ánh kim của đồng vàng và sắc nâu của đế gỗ tương phản với nhau. Từ đó tạo nên hiệu ứng nghệ thuật đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi trội. Tiếng trống gắn với nhiều sự kiện khác nhau, mang tính kết nối mọi người. Bởi vậy, mặt trống đồng còn thể hiện sự lớn mạnh. Do đó, nó được xem là vật phẩm may mắn. Đồ đồng dùng quà.